Thưa quý vị, các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã liên tục làm mới mình bằng cách xây dựng nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn và có điểm nhấn để thu hút nhiều người dân đến thành phố, nhất là du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ngoài phục vụ công chúng tham quan tại bảo tàng, thì vừa qua Bảo tàng Đà Nẵng đã nghiên cứu xây dựng thêm chương trình giáo dục trải nghiệm theo hình thức tour tham quan dạo bước sông Hàn. Những người tham gia đã có hành trình khám phá Bảo tàng Đà Nẵng và các di sản ở khu vực phụ cận với 5 điểm dừng chân gồm Bảo tàng Đà Nẵng, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, Tòa Đốc Lý, Thời Pháp Thuộc, Cột chỉ đường cổ nhất Đà Nẵng, dinh biệt thự của chánh án tòa án tối cao thuộc địa Pháp tại thành phố do nhân viên bảo tàng làm hướng dẫn viên. Theo đó, có nhiều bạn trẻ và du khách đã đăng ký đi tour trải nghiệm này. Thì khi em tham gia cái chương trình này và tham gia cái chuyến đi bộ này thì thật sự là em được anh Chuyển giới thiệu cho rất nhiều là cái kiến thức hay. Với lại ví dụ như là cái kiến thức về Thành Điện Hải đồ này kia thì lúc trước là em vừa mới lúc vào thì em cảm thấy là rất là tò mò về cái Thành Điện Hải. Thì lúc nghe anh Chuyển nói thì em thật sự rất là cuốn hút với lại là bổ ích cho cái ngành học của em ạ. Và em mong muốn những cái tour như này có thể sau này có thể là phát triển và nhiều hơn nữa. Khi mà tổ chức cái hoạt động, chúng tôi thứ nhất là chúng tôi muốn bảo tồn và tôn vinh cái giá trị của hệ thống di sản văn hóa của thành phố Đà Nẵng nói chung và Việt Nam nói riêng, thông qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về cái hệ thống di sản văn hóa và cùng chung tay góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đó. Trong thời điểm dịch bệnh phải kể đến trong những ngày giãn cách xã hội để thích ứng an toàn với dịch, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức triển lãm nhiều chuyên đề khác nhau theo hình thức trực tuyến, phục vụ cho đối tượng người lớn và thiếu nhi. Còn khi thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, bảo tàng mở cửa trở lại, thì như vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo tàng đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm mỹ thuật. Ngoài ra, bảo tàng cũng tổ chức nhiều triển lãm trực tiếp với chuyên đề Mùa xuân mới, tác phẩm mới, chân dung phụ nữ. Sắp tới cũng khai mạc triển lãm mỹ thuật vào ngày 29 tháng 3 với chủ đề Hội ngộ chào mừng ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và diễn ra đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2022. Với việc liên tục đưa ra các hoạt động mới, hấp dẫn, hiện bảo tàng mỹ thuật đã có lượng khách tham quan tăng 10% so với năm trước. Các cái không gian trưng bày cố định cũng như cái không gian trưng bày ngắn hạn tại tầng 1 thì chúng tôi luôn luôn bao giờ cũng làm mới các cái nội dung, chỉnh lý, nâng cao cái chất lượng trưng bày để đáp ứng cái nhu cầu của công chúng đến tham quan thưởng lãm nghệ thuật. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ đón nhiều đoàn khách du lịch quốc tế đến thành phố. Việc xây dựng các sản phẩm mới như thế này sẽ góp phần tạo sự ấn tượng và hấp dẫn các du khách. Hiện Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Danh thắng Ngô Hoành Sơn đang miễn phí vé tham quan đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.